Xin chào các cậu. Hôm nay mình là Dũng. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn một cái code với lại cái update sẽ có gì hot. Mình sẽ dùng một cái số gì hot thôi nha. Thì code đầu tiên là các bạn nhìn màn hình nữa, anh biết là đất nó chỗ luôn. Nên cho các bạn 1 triệu yên với lại 1 triệu RC. Ok, cái tiếp theo là cái mặt các bạn nó đỡ toxic hơn, cái mặt nhìn nó đẹp trai hơn. Rồi cái thứ ba là nó sẽ ghi là Dũng hết trơn thì nó cho mình biết là ai vừa join game, ai vừa thách game. Thằng làm cướp rồi, đưa tiền đây rồi. Không á, cái đồ da trắng. Mày là con bìa đen, chết đi. Quỷ sứ này thì da đen.